Ở Diệp ra, Diệp Thư đi công tác về, Diệp Sâm hưng phấn chạy tới sách vali từ trong tay Diệp Thư. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chị, chị ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, chị nghỉ ngơi đi. Vừa mở cửa vào Diệp Thư giật mình, kinh ngạc hỏi là thứ gì vậy? Tiếng máy móc phát ra, chủ nhân, chào mừng người về nhà. Diệp Sâm thần bí cười, đây là robot mới mà trước trước dùng robot quét dọn cải tạo thành. Diệp Thư trên mặt lộ ra vẻ khó tin, robot liên quan đến công nghệ cao và kỹ thuật lập trình. Trước trước cải tạo ư? Con bé còn biết cái này cơ à? Tiểu Bạch Bạch ngẩng đầu, "Chủ nhân, ta là robot cao cấp nhất vũ trụ, người có thể gọi tôi là Tiểu Bạch Bạch." Diệp Sâm cười nói, "Tiểu Bạch Bạch, nói xem người sáng tạo ra mày là ai?" Tiểu Bạch Bạch ngẩng đầu nhỏ dễ thương lên đáp, "Đương nhiên là đại trước trước đẹp nhất vũ trụ." Diệp Thư lúc đầu không thể tin được, nhưng khi nghe được điều này, cô lập tức tin vào điều đó. Ngữ điệu này thần thái này, giống y hệt trước trước chiếc tạp dề và nơ bướm này không phải là kiệt tác của con gái của mình chứ diệp sâm nói tiếp chị trong nồi có cháo đậu xanh và bánh xèo nếu đói thì ăn một ít đi em không có thời gian em phải đến công ty trước đây diệp thư gật đầu thúc giục diệp sâm ừ em bận thì đi đi tiểu bạch bạch đột nhiên nói chủ nhân tôi đi hâm nóng cháo giúp người diệp thư ngạc nhiên hỏi mày còn biết hâm nóng cháo sao đương nhiên biết tiểu bạch bạch kiêu ngạo nói người ta còn biết quét dọn vệ sinh đổ rác tôi biết rất nhiều thứ. Vậy mày giỏi quá, đương nhiên rồi, người ta là siêu cấp vô địch vũ trụ. Diệp Sâm vội vàng đến công ty, vừa đỗ xe, khi anh bước xuống xe và rời đi, vì đang vội nên vô tình đụng phải một người. Thật xin lỗi, cô không sao chứ. Diệp Sâm nhanh chóng đỡ người đó dậy. Đối phương là một thiếu nữ ăn mặc thời trang, vô cùng xinh đẹp, đường nét thanh tú, vỗ vỗ bụi trên người. Lý lẽ nói đừng để trong lòng, anh cũng không phải cố ý. Diệp Sâm ngạc nhiên nhìn cô ta. Anh thầm nghĩ cô gái này thật thấu tình đạt lý. Sau khi xác nhận đối phương thật sự không sao, Diệp Sâm chào cô ta rồi đi vào công ty, anh vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Cô ta gật đầu, anh đi làm việc đi, sau khi Diệp Sâm rời đi, cô gái trẻ cũng nhanh chóng nhếch môi cười rồi rời đi. Trong nháy mắt, tháng 6 đã đến, kỳ thi tuyển sinh đại học còn 8 ngày nữa. Buổi trưa tan trường, Diệp trước rủ Triệu Phính Đình cùng nhau đi ăn cơm, Triệu Phính Đình xua tay nói trước trước, đi ăn đi, tớ định lát nữa ăn táo. Diệp Trước khẽ cau mày, "Cậu lại ăn táo à? Cậu đã nửa tháng không ăn cơm tử tế rồi." Phính Đình vừa viết bài vừa đáp, "Tuần trước thi thử tớ thi được 523 điểm, còn thiếu không ít điểm so với điểm sàn của sư phạm thủ đô, tớ không thể lười biếng." Thấy vậy, Diệp Trước bất lực lắc đầu, nhìn thấy cô một mình đi ra ngoài, An Lệ Tư kinh ngạc hỏi, "Hôm nay Phính Đình cũng không ăn cơm với chúng ta à?" Diệp Trước khẽ gật đầu, An Lệ Tư nói với vẻ ngưỡng mộ, "Cậu ấy thực sự chăm chỉ." Diệp trước cười nói cậu ấy muốn thi trường ở thủ đô cùng với chúng ta, để cậu ấy chuyên tâm cố gắng đi. An lệ tư gật đầu, cậu ấy thật liều, vậy tớ cũng phải cố gắng hơn nữa, ba người cố gắng thì đỗ trường mình mong muốn. Diệp trước đối với tương lai tràn đầy hy vọng, nhất định là có thể. Biết Diệp trước sắp thi đại học, bà nội sầm đặc biệt xin bùa bình an từ chùa và muốn gửi cho Diệp trước, khi bà sầm và chu tường đến thì trường vừa tan học. Nhìn thấy rất nhiều học sinh trẻ tuổi đầy nghị lực bước ra khỏi cổng trường, bà sầm và chu tường đều nhớ lại thời đi học của mình khi nhìn về phía trước mắt bà sầm đột nhiên sáng lên tưởng tượng mau nhìn diệp tử ở đó bà sầm kiêu ngạo nói diệp tử xứng đáng làm cháu dâu do chính tay ta chọn khí chất này nổi bật giữa đám đông chập chập chu tường vẫy tay với diệp trước 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 bên này nhìn bên này nhìn bên này mặc hữu dung vừa rời khỏi trường học liền nhìn thấy bà sầm và chu tường vẫy tay với cô hữu dung khẽ cau mày đó không phải là hai người của nhà họ sầm sao chẳng phải trước đây đã nói rõ với họ rồi sao cuộc hôn nhân đã bị hủy bỏ họ thực sự đến để tìm cô ấy cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga thật không biết xấu hổ mặc hữu dùng trực tiếp đi đến trước mặt bà sầm và chu tường vẻ mặt không kiên nhẫn hai vị tới tìm cháu là muốn bàn lại chuyện hôn sự sao bà sầm sửng sốt một chút chúng tôi không phải tới tìm cô xin hãy tránh ra mặc hữu dùng cũng học ở trường này sao thật xui xẻo trong mắt mặc hữu dung hiện lên vẻ mỉa mai vậy hai vị đợi cháu ở đây làm gì giả bộ gì chứ cũng đã chặn ở cổng trường của tôi rồi bà sầm hai tay chống hông nhìn mặc hữu dung mắng tôi đã nói không phải đợi cô sao cô giỏi tự dắt vàng vào mặt mình thế bà sầm rất kiêu ngạo nói cô giống như chưa bắt giới cô còn cho rằng mình là một thiên tiên à nực cười chết đi được từ lúc mặc hữu dung sống lại cho đến bây giờ cô ta đã bị chỉ vào mũi mắng như vậy khi nào mặc hữu dung tức giận đến toàn thân run rẩy thấy sắc mặt mặc hữu dung càng ngày càng tái nhợt bà sầm đổ thêm dầu vào lửa cô có giỏi thì đánh tôi đi cô dám động vào tôi thì tôi báo cảnh sát chu tường vội an ủi mẹ đừng kích động mặc hữu dung chịu đựng cơn tức giận trong lòng xoay người bỏ đi cô không cần thiết phải lãng phí thời gian với loại người này hứ còn mụ già tôi không so đo với bà bà sầm nhổ nước bọt chửi với theo vì con nhỏ cặn bã hữu dung đi phía trước nghe rõ ràng hai chữ cặn bã nhíu mày giữ tận thầm mắng mợ kiếp bà già bỗng dưng cô ta toát mồ hôi sống lưng có ai nhìn mình ở đằng sau sao mặc hữu dung ngó nghiêng xung quanh là ảo giác sao cảm giác thoáng qua vừa rồi khiến cô như quay lại kiếp trước trong lòng cô vẫn còn bóng mà sợ hãi đó cô đã trốn chạy khi tìm được cánh cửa thì vui mừng rơi nước mắt có thể ra ngoài rồi nhưng mở cửa ra đã thấy hắn đứng trước mặt cô mặc hữu dung bị dọa bên tai vẫn vang lanh lảnh lời nói của hắn ngoan ngoãn ở nơi mà cô nên ở đi giống như quay lại ngày tháng bị tên ác ma đó giam cầm toàn thân mặc hữu dung run rẩy sợ hãi như sắp lên thớt không biết từ lúc nào người đàn ông lái chiếc ô tô màu đen đỗ cách đó không xa ở phía đối diện đã chú ý đến nơi này từ lâu hồn ước sao là cô ta và nhà ở sầm hay là diệp trước của trước kia với nhà họ sầm lúc này diệp trước bước tới chào hỏi bà sầm di tương sao hai người lại tới đây nghe thấy giọng nói của diệp trước bà sầm nở nụ cười trên môi diệp tử bà cầu một lá bùa bình an ở trong chùa cho cháu hy vọng cháu để tên bảng vàng nói xong bà sầm lấy ra lá bùa màu vàng có sơn chu sa và đưa nó cho cô cảm ơn bà sầm diệp trước cầm lấy bùa cẩn thận nhét vào túi đồng phục học sinh thấy diệp trước coi trọng bùa bình an do bà sầm đưa cho chu tường cũng không chịu thua kém lập tức lấy ra một bình giữ nhiệt trước trước đây là chè ngọt mà dì đặc biệt kêu người nấu cho cháu nghe thấy món chè ngọt đôi mắt diệp trước sáng lên oa có canh ngọt cảm ơn dì chu tường mỉm cười nắm lấy cánh tay diệp trước phía trước có quán gà rán chúng ta vào trong vừa ăn vừa ngồi nói chuyện. Diệp trước nhận lấy chè ngọt nhấp một ngụm, vị ngọt trong miệng thơm mùi bạc hà, trong nước chè có những viên thạc dẻo dẻo, khi nhấp một ngụm, nước cốt tràn ra. Bà sầm chiều mến nhìn Diệp trước, xem mặt cháu gầy đi kìa, là do sắp thi đại học sao? Bà nhớ Diệp tử muốn thi đại học thủ đô đúng không? Nếu không đủ điểm sàn, bà quên tặng tòa nhà dạy học cho đại học Bắc Kinh, quên tặng tới khi đại học Bắc Kinh nhận cháu thì thôi. Không sai. Tuyệt đối đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, nhà gì không thiếu chút tiền này. Bà Sâm và Chu Tường nói rất nghiêm túc, trên mặt không có chút đùa giỡn. Diệp trước bị sự giàu có của hai người kinh ngạc, nghẹn ngào một ngụm chè ngọt, không khỏi ho khan, bà và dì cứ yên tâm, cháu thông minh như thế, chắc chắn có thể dựa vào thực lực thi đỗ đại học thủ đô. Ở Phùng Gia, mặc dù trước đây Phùng Tiêm Tiêm đã từng gặp tai nạn ô tô nhưng trong khoảng thời gian này cô đã hồi phục tốt và hiện tại đang ôn thi đại học. Phùng Thiến Hoa mở cửa đi tới đưa đồ ăn nhẹ cho con gái, tiêm tiêm, ăn ít đồ ăn rồi học tiếp. Cảm ơn mẹ, Phùng Thiến Hoa hài lòng nhìn con gái, con gái của bà từ nhỏ đã rất ngoan và xuất sắc, thông thạo âm nhạc, cờ vua, thư pháp và hội họa, không hề để bà lo lắng chút nào. Tiêm tiêm, con nghĩ con có thể đạt được bao nhiêu điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học này? Phùng tiêm tiêm suy nghĩ rồi đáp, mấy vị trí đứng đầu toàn tỉnh chắc không thành vấn đề. Thiên kim tiểu thư của giới hảo môn không có mấy ai học giỏi cả, những cô gái đó chắc chắn không có hy vọng gả vào nhà họ sầm còn nhất định phải khác nghe vậy phùng tiêm tiêm hai mắt phát sáng mẹ mẹ nói đúng con sẽ cố gắng hơn nữa phùng thiến hoa nheo mắt lại và nói tiếp mẹ không làm phiền con nữa mẹ đi đưa canh dưỡng sinh cho bà sầm của con vừa bước vào cửa lâm ra phùng thiến hoa nghe thấy tiếng cười của bà lâm thì khẽ cau mày ngoài cô ra còn ai có thể khiến bà lâm vui vẻ như vậy khi tới cửa phòng bà ta nhận ra là lâm trạch đang nói chuyện với lâm lão thái thái kể từ sự việc bột trắng đó tình cảm giữa bà nội và cháu trai của họ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn phùng thiến hoa nheo mắt lại chào dì lâm bà lâm ngước lên mỉm cười thiến hoa tới rồi phùng thiến hoa sau đó chào a trạch lâm trạch không để ý đến phùng thiến hoa hắn đứng dậy và quay lại nhìn bà lâm bà nội cháu đã hẹn bạn học chơi bóng cháu đi trước chơi sao trong mắt phùng thiến hoa hiện lên vẻ mỉa mai vài ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi đại học lâm trạch còn muốn đi chơi mèo một con mèo đột nhiên từ trong góc nhảy ra, đi theo bước chân của Lâm Trạch. Trở về, Lâm Trạch dừng lại, con mèo không những không quay lại mà còn chạy tới cọ cọ bắp chân của hắn. Lâm Trạch khẽ cau mày, hơi cúi người xuống, vẻ mặt chán ghét bế miêu ca lên, thật phiền, sớm muộn có một ngày vứt mày đi. Trong phòng, Phùng Thiến Hoa múc canh cho bà Lâm, bà Lâm nhìn cô với ánh mắt có lỗi, Thiến Hoa, thằng bé A Trạch có hiểu lầm với cháu, cháu đừng trách nó. Dì Lâm, cháu luôn coi A Trạch như con của mình, sao lại trách thằng bé được chứ lâm lão bà hỏi vết thương của tiêm tiêm sao rồi phùng thiến hoa cười đáp về cơ bản đã lành rồi sắp thi đại học rồi đứa bé đó dạo này đang bận học nói đến đây bà lâm thở dài thật hiểu chuyện không giống thằng bé a trạch không thấy nó đọc sách gì cả phùng thiến hoa trong lòng cười lạnh nhưng cô không biểu hiện ra trên mặt sau này a trạch sẽ tiếp quản vị trí thay cho anh cẩm thành học tập không quan trọng với thằng bé bà lâm càng buồn bực hơn thành tích hồi cẩm thành đi học rất là tốt cũng không biết thằng bé này giống ai hắn giống ai còn có thể giống ai nữa phùng thiến hoa nheo mắt lại đương nhiên giống kẻ ngu đần diệp thư rồi nếu lâm trạch là con của mình và lâm cẩm thành sinh ra hắn nhất định sẽ không như thế này một ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học không khí học tập trong lớp rõ ràng đã thay đổi mọi người bắt đầu điên cuồng thêm tin nhắn wechat để lại thông tin liên lạc chụp ảnh và viết lời chúc triệu phinh đình viết ba chữ soạt soạt trên giấy tống an bắc cô nhìn chằm chằm cái tên này hồi lâu diệp trước tò mò hỏi bạn trai à triệu phinh đình đỏ mặt do dự một chút sau đó nói không phải chỉ là con người của cậu ấy không tệ tớ khá thích ô oh, là người cậu yêu thầm sao cậu thích sao không tỏ tình lễ tốt nghiệp sắp diễn ra không biết sau này có gặp lại cậu ta không nữa triệu phinh đình là một cô gái rất dè dặt khi nghe những lời này trên mặt cô hiện lên một chút đỏ bừng tớ tớ không dám an lệ tư hóng hớt phấn khích chạy tới tớ cũng có người mình thích chúng tớ hẹn thi cùng một trường đại học Phinh Đình nói với vẻ mặt ngạc nhiên, thật hay giả vậy? Chuyện lớn như vậy cậu thế mà chưa từng nói, ai tỏ tình ai? An Lệ Tư lắc đầu, không ai tỏ tình, năm cậu ấy 15 tuổi cả nhà chuyển tới thủ đô rồi, chúng tớ hẹn gặp lại ở đại học thủ đô, tớ định vào ngày gặp lại thì tỏ tình với cậu ấy, gặp nhau và tỏ tình trên đỉnh Vinh Quang. Phinh Đình ghen tị nhìn An Lệ Tư, tình cảm thanh mai trúc mã, thật ngưỡng mộ cậu. Phinh Đình đột nhiên chỉ vào vài bạn nam cách đó không xa và gọi Lệ Tư, trước trước, mau nhìn, đó chính là Tống An Bắc. Ơ, ờ, đâu? Sao tớ không thấy? Cậu ta đẹp trai không? An Lệ Tư tò mò nhìn về hướng Triệu Phinh Đình chỉ. Phinh Đình ngượng ngùng mặt hơi đỏ lên, chính là người cao cao gầy gầy, da trắng. Diệp Trước khen nam sinh khá đẹp trai, An Lệ Tư vỗ nhẹ lên vai Phinh Đình và nói đầy ẩn ý, cậu được đấy nha, mắt nhìn không tệ. Phinh Đình nhìn chằm chằm Tống An Bắc hồi lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Trước, "Trước Trước, cậu có người mình thích không?" Tớ Diệp trước sửng sốt một chút sau đó lắc đầu, kiếp trước cô vẫn luôn độc thân, kiếp này cô cũng chưa từng cân nhắc đến vấn đề này. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một khuôn mặt điển trai, sao mình bỗng nhiên nhớ tới sầm thiếu khanh chứ? Hiện giờ tớ chưa có suy nghĩ gì về chuyện này, có lẽ sau này sẽ suy nghĩ, cũng có thể mình sẽ biến thành phiên bản của kiếp trước, chỉ chuyên tâm làm việc. Nghe vậy hai cô bạn khí thế hừng hực, sau này ư? An lệ tư tò mò không biết mình của sau này có một gia đình mỹ mãn không? Còn Triệu Phinh đình hy vọng mình sau này có thể trở thành cô gái có thân hình đẹp đầu óc cũng tốt. Tương lai nhìn trông rất dài, nhưng dường như lại ở gần ngay trước mắt, cố lên, không phụ thanh xuân thì đại học thuận lợi. Ngày hôm sau, ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, trước cổng trường nơi tổ chức kỳ thi, một nhóm phụ huynh tập trung đứng đợi. Lúc này Diệp Trước mới ý thức được, hóa ra Diệp Thư và Diệp Sâm muốn đưa cô đến phòng thi, Diệp Trước cười từ chối, "Mẹ, cậu, hai người không cần phải đi cùng con đâu." Không được, hôm nay là ngày quan trọng của cháu, cậu và mẹ cháu nhất định phải ở cổng trường với cháu, tiếp sức cho cháu. Cháu đừng căng thẳng." Diệp thư gật đầu đúng thế, "Hãy làm bài thi thật tốt và đừng lo lắng khi gặp những câu hỏi không thể giải được, cùng lắm thì năm sau thi lại lần nữa. Cháu không có chút áp lực nào cả." Mẹ và cậu nhìn trông căng thẳng muốn chết rồi. Hai người mau về đi." Nói xong Diệp trước xoay người đi về phía cổng. Sầm Thiếu Khanh lái chiếc ô tô màu đen đỗ cách đó không xa ở phía đối diện nhìn về phía Diệp trước. Cùng lúc đó, một bóng dáng mảnh khảnh đứng giữa đám đông phụ huynh, dù đã rất cố gắng che giấu bản thân nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông, anh đeo một cặp kính râm rộng trên chiếc mũi cao che đi đôi mắt đẹp. Sầm Thiếu Khanh nhìn về hướng này hơi nheo mắt, lại là anh ta, người đàn ông tối hôm đó đưa Diệp trước tới bữa tiệc, anh ta là ai? Không hiểu sao, Sầm Thiếu Khanh lại có chút ác cảm với người đàn ông vô danh này. Một lúc sau, anh nhấc điện thoại lên gửi tin nhắn, điều tra cho tôi một người.